Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Báo Giao thông. Những thông tin mới nhất vừa được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua sẽ được gửi tới quý vị khán giả ngay sau đây. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Toàn cảnh đường Âu Cơ sau khi hoàn tất nâng cấp, mở rộng. Năm 2020, Hà Nội triển khai mở rộng đường Âu Cơ, Nghi Tàm, quận Tây Hồ để giảm tải tình trạng ùn tắc trên trục huyết mạch nối trung tâm Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Công trình dài 3,7 km, điểm đầu tại khách sạn Thắng Lợi, điểm cuối tại nút giao Nhật Tân với tổng mức đầu tư 544 tỷ đồng. Theo kế hoạch ban đầu, dự kiến việc mở rộng sẽ hoàn thành sau 1 năm, nhưng dự án liên tục phải lùi tiến độ do thay đổi thiết kế, thời gian thi công hạn chế. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, đến nay, sau nhiều lần chậm tiến độ, đường Âu Cơ, Nghi Tàm đã hoàn thiện những công đoạn cuối. Tuyến đường hoàn thành có mặt cắt ngang từ 26,5m đến 31m, trong đó mặt đường chính rộng từ 16,5m đến 21m, tương đương 4 đến 6 làn xe. Hệ thống chiếu sáng, vỉa hè, giải phân cách, biển báo giao thông trên tuyến đã hoàn thiện, người dân di chuyển thuận lợi hơn khi mặt đường được nâng cấp mở rộng. Vào khung giờ cao điểm, tuyến đường có đông đúc phương tiện lưu thông nhưng không còn xảy ra ùn tắc như trước đó. Sau khi tuyến đường hoàn thành, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức giao thông hai chiều cho tất cả các phương tiện, cấm xe khách trên 16 chỗ và xe tải trên 2,5 tấn quay đầu tại các điểm mở giải phân cách trên đường Âu Cơ, đối diện ngõ 123 Âu Cơ, đối diện ngõ 207 Âu Cơ và đối diện ngõ 231 Âu Cơ. Cấm các phương tiện đỗ cả hai chiều trên tuyến đường Âu Cơ, bao gồm đường trục chính, đường dân sinh, đường 5m phía trong D và đường dân sinh, đường 5m phía ngoài D. Tổ chức giao thông điều khiển bằng đèn tín hiệu giao thông và người điều khiển giao thông tại 7 nút giao trên tuyến đường Âu Cơ. Dự án mở rộng đường Âu Cơ Nghi Tàm hoàn thành góp phần giải tỏa ùn tắc, đảm bảo giao thông kết nối trung tâm Hà Nội với cảng hàng không quốc tế Nội Bài. Toàn cảnh đường dẫn cao tốc Long Thành vừa được bố trí gần 1.000 tỷ để mở rộng. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường dẫn vào cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây đoạn từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2 với tổng mức đầu tư gần 1.000 tỷ đồng. Đây là chủ trương quan trọng, có ý nghĩa rất lớn đối với hạ tầng, nâng năng lực lưu thông của cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây. Bởi kể từ khi đưa vào khai thác, lượng phương tiện lựa chọn đi qua cao tốc không ngừng gia tăng, trung bình mỗi năm đều tăng khoảng 11%. Theo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh, dự báo đến năm 2025, đoạn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành sẽ có khoảng 72.254 lượt xe trên một ngày đêm, vượt 25% so với khả năng thông hành của quy mô 4 làn xe hiện hữu. Do đó, việc mở rộng đoạn cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đến Long Thành, bao gồm đoạn đường dẫn từ nút giao An Phú đến đường vành đai 2 là cực kỳ cần thiết và cấp bách. Theo ghi nhận của phóng viên Báo Giao thông, đoạn đường dẫn lên cao tốc dài 3,2 km với quy mô 4 làn xe đã được đầu tư xây dựng khang trang, hiện đại. Những khung giờ bình thường, tuyến đường thông thoáng, xe cộ lưu thông ổn định. Tuy nhiên, vào khung giờ cao điểm hoặc ngày cuối tuần, lễ, Tết, đoạn đường dẫn này luôn trong tình trạng kẹt xe nghiêm trọng, phương tiện phải nối hàng dài, nhích từng chút một. Dù đoạn đường chỉ hơn 3 km, nhưng nhiều thời điểm, tài xế phải chuyên chân, tốn hàng giờ đồng hồ để được lên cao tốc. Theo kế hoạch, đường nối lên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây sẽ được mở rộng từ 4 làn xe lên 8 làn xe. Trong đó, hơn 2 km phần đường và hai cầu mương kênh, cầu vượt bắc qua tuyến Đỗ Xuân Hợp sẽ được mở rộng đồng bộ. Dự kiến dự án khởi công vào năm 2025, hoàn thành trong vòng 1 năm. Khi hoàn tất, công trình sẽ đồng bộ với nút giao An Phú, hiện đang được xây dựng với quy mô 3 tầng hiện đại. Về lộ trình cụ thể, dự kiến từ quý 2 đến quý 3 năm 2024 sẽ lập, trình thẩm định, phê duyệt đề xuất chủ trương đầu tư. Quý 4 năm 2024 đến quý 1 năm 2025 lập và trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Đến quý 3 năm 2025 khởi công dự án và quý 4 năm 2026 đưa vào khai thác. Việc triển khai dự án mở rộng đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành, Dầu Giây được đánh giá là khá thuận lợi vì ít phải giải phóng mặt bằng. Hầu như dọc tuyến đều đã có mặt bằng sạch để thi công. Hiện, thành phố Hồ Chí Minh đã đầu tư nút giao An Phú 3 tầng, hoàn thành năm 2025. Cùng với đó, việc mở rộng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh, Long Thành cũng được lên kế hoạch mở rộng từ 8 đến 10 làn xe phục vụ sân bay Long Thành khi đi vào khai thác. Khi nút giao An Phú hoàn thiện, đường dẫn và đường cao tốc cũng sẽ mở rộng cửa ngõ phía đông thành phố Hồ Chí Minh, tăng sự kết nối thành phố Hồ Chí Minh về sân bay Long Thành và Đông Nam Bộ. Khai thác thử nghiệm cầu cảng số 1 bến cảng SVITC. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản thống nhất chủ trương cho phép cầu cảng SVITC01 bến cảng container quốc tế SVITC thuộc khu vực cảng biển thành phố Hồ Chí Minh được khai thác thử nghiệm kết hợp cùng cầu cảng SVITC02 để tiếp nhận tàu vào. Trước đó, Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Quốc tế có văn bản về việc tạo điều kiện để bến cảng container quốc tế SVITC tận dụng hiệu quả kết cấu hạ tầng đã đầu tư xây dựng, đảm bảo duy trì việc cung cấp dịch vụ cầu bến.
tuân thủ hợp đồng định tuyến đã ký kết với các hãng tàu quốc tế, góp phần đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Cùng đó, chia sẻ và giúp giảm áp lực quá tải của hệ thống cảng biển và hạ tầng giao thông sau cảng tại khu vực thành phố Thủ Đức. Doanh nghiệp đề xuất Bộ Giao thông Vận tải cho phép cầu cảng SP-ITC01 được khai thác thử nghiệm kết hợp cùng cầu cảng SP-ITC02 để tiếp nhận tàu vào, rời làm hàng tại bến cảng container quốc tế SP-ITC với thời hạn 3 tháng trong quá trình công ty ITC hoàn tất các công việc liên quan để được cơ quan chức năng có thẩm quyền ban hành văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình cầu cảng SP-ITC01 và công bố chính thức đưa vào sử dụng. Theo Cục Hàng hải Việt Nam, bến cảng container quốc tế SP-ITC đã được Cục Hàng hải Việt Nam thỏa thuận đầu tư xây dựng với quy mô bến cảng dài 900m. Hiện nay, chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng cầu cảng SP-ITC01 và cầu cảng SP-ITC02 dài 700m. Trong đó, cầu cảng SP-ITC02 dài 300m đã công bố đưa vào sử dụng. Đối với cầu cảng SP-ITC01 dài 400m, chủ đầu tư đã hoàn thành đầu tư xây dựng và một số giấy tờ, hồ sơ công bố mở cầu cảng, đang hoàn thiện thủ tục về chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định. Cục Hàng hải Việt Nam đang ủng hộ chủ trương cầu cảng SP-ITC01 được khai thác thử nghiệm kết hợp cùng cầu cảng SP-ITC02 tiếp nhận tàu vào, rời làm hàng tại bến cảng container quốc tế SP-ITC với thời hạn 3 tháng để hoàn thành hồ sơ nghiệm thu công trình của cầu cảng SP-ITC01. Điều này nhằm tạo điều kiện cho hoạt động kinh doanh, tận dụng khai thác hiệu quả hạ tầng bến cảng đã được đầu tư và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng hàng hóa xuất nhập khẩu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả xuất nhập khẩu hàng hóa và phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, không gây ảnh hưởng tới cơ sở hạ tầng kết nối giao thông tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh do việc khai thác thử nghiệm, tiếp nhận tàu theo đúng công suất thiết kế của cầu cảng SP-ITC01 không làm tăng quy mô, công suất khai thác của bến cảng. Cao tốc Bắc Nam qua Quảng Bình, nhiều gói thầu vượt tiến độ 10 tháng. Cao tốc Bắc Nam đoạn Vũng Áng – Bùng có tổng chiều dài hơn 55 km, đi qua địa phận hai tỉnh Hà Tĩnh gần 13 km, Quảng Bình hơn 42 km. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 12.500 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án 6, Bộ Giao thông Vận tải chủ đầu tư. Dự án được chia làm hai gói, gói XL01 do liên danh các nhà thầu tập đoàn Sơn Hải, Vinaconex, công ty 484, công ty 368, gói XL02 do liên danh các nhà thầu Phương Thành, nhà thầu Lizen. Sau gần 2 năm triển khai, nhiều vị trí trên tuyến đã thảm bê tông nhựa, lắp cầu vươn, lan can tôn lợn sóng. Thời điểm này, tranh thủ những ngày nắng ráo, sau một thời gian dài mưa lũ, nhiều tốp công nhân đang chia nhau làm các hạng mục như mương thoát nước, gia cố mái ta luy dương, lắp hộ lan. Trên công trường, các nhà thầu huy động tổng cộng 60 mũi thi công, 838 máy móc thiết bị, 1.560 nhân lực. Đến thời điểm này, lũy kế sản lượng 5.790 trên 8.640 tỷ đồng, đạt 67,0% giá trị xây lắp, nhanh 1,3% so với tiến độ dự án. Trong đó, đơn vị Vimeco, nhà thầu phụ của Vinaconex, vượt tiến độ khoảng 10 tháng. Ông Phan Văn Minh, chỉ huy trưởng công ty Vimeco cho biết, đơn vị đảm nhiệm thi công từ km 582+700 đến km 590+220, đã thi công xong các hạng mục cầu vươn biển báo, danh dọc thoát nước, đường hoàn trả, sản lượng của đơn vị đạt 75%, vượt tiến độ so với hợp đồng khoảng 10 tháng. Tại gói thầu XL02, thi công xây dựng đoạn km 600+700 đến km 624+228, 79 do nhà thầu Phương Thành, nhà thầu Lizen đảm nhiệm thi công. Nhiều hạng mục quan trọng trên tuyến như cầu Bắc qua sông Danh, cầu sông Son đã thông cầu kỹ thuật. Dự kiến, trong tháng 11 tới, nhà thầu Phương Thành sẽ thảm mặt cầu, lắp lan can, hệ thống biển báo trên cầu Bắc qua sông Danh. Tại gói thầu XL02, nhà thầu Phương Thành còn đảm nhiệm thi công 18 km tuyến chính, đơn vị này đã thảm 4 km. Tại vị trí nền đường có nền đất yếu, do không đủ nguồn vật liệu thi công nên đã chuyển sang hình thức thi công cọc xi măng đất. Dự kiến, đến tháng 12, lắp xong nền đất K98. Ông Trần Hải Đăng, công ty cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành, giám đốc điều hành gói thầu XL02 cho biết, năm nay, thời tiết thuận lợi, đơn vị điều động nhiều máy móc nên giá trị xây lắp đạt 68%, vượt tiến độ 2,5% theo hợp đồng đã ký.